Chào mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay em có sự gửi tới mọi người dự án RLE Swap. Thì hiện nay là ở con này là con RLE này là đang ở vòng 2 nha các bạn. Thì lúc trước ở vòng 1 thì mình có hướng dẫn các bạn rút về quý rồi. Thì hiện tại nó đang có chương trình ở vòng 2 và là nó bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 và kết thúc vào ngày 30 tháng 10 nha các bạn. Thì dự án này nó mới chạy hôm qua thôi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký và nhận 1.500 token RLE này nhé. Và cộng với là 150 token Tempress. Thì token này là kèo của Nhật Bản, sàn của Nhật Bản á, kèo rất là ngon các bạn. Thì hiện tại thì con này đang list trên chốt swap rồi. Thì bạn nào mà ở vòng 1 các bạn rút về quý chốt rồi đấy thì các bạn có thể lên chốt swap các bạn trade các bạn swap sang rồi sang Tempress cũng được nhé. Thì hiện tại giá của nó đang rất rẻ thôi. Các bạn có thể hold ở vòng 1 các bạn rút về thì các bạn có thể hold đợi nó lên giá rồi các bạn vào đây các bạn swap thôi. Thì để swap các bạn ấn vào nút trade này, các bạn swap thôi. Các bạn chuyển cái đồng Tempress này xuống phía bên dưới lại. Các bạn muốn trade đồng nào thì các bạn đưa đồng đó lên trên. Các bạn ấn vào nút dòng mũi tên lên bên trên xuống cho nó chuyển đổi này. Các bạn có thể chuyển xuống đây ha. Thì để tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn vào link dưới phần mô tả video, sau đó các bạn ấn vào nút start để chat với bot. Sau đó nó sẽ hiện ra việc giao diện như sau. Tiếp theo thì các bạn kéo xuống đây, chúng ta làm cái nhiệm vụ sau. Đầu tiên thì chúng ta join vào kênh group của dự án. Chúng ta tiến hành join, thì ở đây mình đã join từ trước rồi cho nên mình không join lại nữa. Bạn nào chưa join thì bạn join giúp mình nhé. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn tiếp tục join vào kênh channel. Chúng ta tiến hành join vào kênh channel, sau đó các bạn quay trở lại bot. Nhiệm vụ tiếp theo thì chúng ta tiến hành follow kênh mạng Twitter, hai kênh Twitter của dự án nhé. Chúng ta ấn vào RLE fanpage này, chúng ta ấn vào đây lại. Và nhiệm vụ này là nhiệm vụ Facebook các bạn ạ. Xóa lịch sử hay nó tự đăng nhập hết luôn, tự xóa hết luôn. Bật bảo mật hai lớp, mỗi lần đăng nhập phải là xác nhận các bạn. Thì trên Facebook các bạn tiến hành thích và theo dõi giúp mình nhé. Thì ở đây mình cũng đã thích từ trước rồi. Sau đó các bạn quay trở lại với boss, quay trở lại con boss nhé. Thì trên con boss các bạn làm nhiệm vụ tiếp theo là follow trên Twitter, các bạn vào Twitter. Trên Twitter thì các bạn tiến hành theo dõi, thì ở đây mình cũng đã theo dõi từ trước rồi. Sau khi theo dõi xong thì các bạn quay trở lại boss, chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo. Như vậy là hết nhiệm vụ rồi các bạn. Các bạn ấn vào nút đón giúp mình nhé. Sau khi các bạn hoàn thành tất cả các nhiệm vụ xong thì các bạn ấn vào nút đón giúp mình. Sau đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại địa chỉ quý TRC20, có nghĩa là địa chỉ quý tron của các bạn á. Các bạn có thể dùng quý trade wallet. Thì trên quý trade wallet thì các bạn copy lại cái địa chỉ quý TRX giúp mình nhé. Cái địa chỉ quý TRX nha các bạn. Các bạn không được copy địa chỉ ETH nha. Các bạn copy lại cái địa chỉ quý TRX này. Hoặc là các bạn vào quý tron link. Các bạn nào dùng Tronlink thì các bạn dùng vào Tronlink, các bạn copy lại địa chỉ quý Tronlink giúp mình nhé. Thì trên quý Tronlink thì các bạn ấn vào một reset này nè. Các bạn ấn vào nút copy thôi. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán địa chỉ của các bạn vào đây và gửi cho bot. Thì như vậy là đã hoàn thành xong. Nhiệm vụ chúng ta chỉ cần là follow, nó không cần nó không yêu cầu chúng ta điền lại thông tin gì đâu. Chúng ta chỉ cần làm nhiệm vụ xong và điền lại địa chỉ quý thôi. Đợi mình tí mình dịch ra cái dòng này nha các bạn. Câu trả lời của bạn đã được chấp nhận. Thêm một câu trả lời khác. Hoặc gửi. Câu trả lời của bạn đó bạn đã hoàn thành. Thì nó bạn đổi. Thêm một câu trả lời khác. Thì chỉ như vậy thôi các bạn. Các bạn vào nút send nhé. Sau khi các bạn điền lại địa chỉ quý xong rồi này thì các bạn vào nút send giúp mình nhé. Các bạn không được ấn vào nút khen nha, các bạn vào nút send đấy là các bạn đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ. Các bạn có thể sau đó sau khi các bạn vào nút send xong thì sẽ hiện ra cái bảng như thế này nè. Các bạn ấn vào balance để check số token mà chúng ta kiếm được. Các bạn sẽ thấy trong quý luôn là các bạn có 1.500 token RLE đang trong quý. Và các bạn có thể ấn vào bằng một red for link để lấy link red đi tiến thêm bàn bì để nhận thêm token nhé.
một lượng refer thì các bạn sẽ nhận được thêm là 150 token RLE. Thì con này nghe nói là có thể là rút được luôn các bạn. Này, nó kêu chú ý này, every referral you will get 150 này. Thì nếu mà bạn tuyển được một red thì các bạn có thể rút luôn đi về sau ấy. Thì con này sau khi các bạn về rút về trade, rút về thì các bạn có thể swap sang trade được luôn nhé. Thì hiện tại là đã list sang rồi, khá là ngon. Cho nên các bạn cố gắng làm cái dự án này nhé. Như vậy là video mình hướng dẫn các bạn nhận 1500 token RLE. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.